trống trong cái phòng web chuẩn bị thì như thế nào? Hàng ghế trên là ban giám khảo chấm món ăn của đầu bếp, món nào ngon nhất sẽ được giải thưởng một bạn. Đây các đầu bếp, gian hàng các đầu bếp chuẩn bị nấu ăn. Xin chào tất cả các em. Cuộc thi của chúng ta là sẽ sắp sửa bắt đầu. Chỉ còn ít phút nữa, cuộc thi quy tụ nhiều món chiên đặc sắc nhất Việt Nam do Hội Đồng Bếp Kinh nghiệm Sài Gòn tổ chức sẽ chính thức diễn ra tại sân khấu chính của Liên hoan Hội Đồng Bếp Kinh nghiệm lần thứ 12 thành phố Hồ Chí Minh. Kính mời quý vị cùng tập trung vào sân khấu chính và anh cái sốt mình là sốt gì anh? Tom yum hả? Cái thành phần ở trong là cái gì anh hả? Có sốt hải sản không anh?
có phải là tôm chim vị Thái không ạ? À, đây là một món ăn kết hợp hay sao ạ? Dạ, kết hợp vị Thái. Anh ơi, anh có thể cho em biết là cái món ăn này, cái quy trình của mình làm như thế nào không được không anh? Quy trình làm thì cái xương này thì mình đặt ra mình ngót cái nguyên liệu cho nó tầm cái gì khoảng 30 phút chỉ đấy. Còn cái sốt tương đương là Việt Nam có học gì của Việt Nam rồi Việt Nam mình. Còn sử dụng cái sốt tương đương là đặc trưng của Thái kết hợp gì cũng gì vậy. Nó có vị có bốn vị. Dạ. Dạ cảm ơn anh. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Món ăn cũng là một trong những món ăn trang trí của hôm nay. Không biết là